Rồi em với cá chào anh em nha. Em tiếp tục lại lên lô máy điện 100V anh em ha. Nói chung là tầm khoảng 40 con, 40-50 con gì đó. Rồi em giới thiệu luôn là máy bên em toàn bộ sử dụng điện 100V. Riêng video ngày hôm nay là toàn bộ sử dụng điện 100V anh em nha. Điện 100 anh em lưu ý giùm em cái phần này anh em nha. Cái phần này nó quan trọng nhất trong cái đồ bãi anh em ha. Rồi cái hình thức mua bán bên em thì tất cả toàn bộ là em bao sóng và bao ship anh em ha. Bao ship và bao sóng, mỗi một con máy nó sẽ có một cái mã số và một cái giá tiền ở phía sau anh em ơi. Anh em nhìn kỹ giúp cái mã số và cái giá tiền. Rồi anh em gọi trực tiếp giùm em là em sẽ chốt đơn và anh em vui lòng cọc trước giúp em, mỗi đơn 100k trở lên là em sẽ gửi về đến tận nhà, anh em nhận hàng thanh toán sau cái phần còn lại anh em ha. Đó, và cái phần bao sóng của bên em là gắm điện vô máy sóng lại chỉ bao tới đó thôi anh em nha, còn cái phần còn lại thì anh em về anh em tự vệ sinh tự dọn lại giúp em nha. Những con nào nó kêu hoặc là bật đạn nó kêu lửa than gì đó thì anh em về dọn lại nha. Mỗi một con thì nó nói chung là nó chạy nghiêm chỉnh thì coi như cái giá tiền nó sẽ cao hơn, những cái con mà nó bị vấn đề anh em giờ làm lại thì bắt buộc cái giá thành nó sẽ đưa xuống cho anh em ha. Đó là nói chung cũng rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ em sẽ test từng con một, anh em xem được con nào anh em ưng ý thì coi như anh em gọi trực tiếp giúp em nha. Đấy. Chắc đi em. Rồi cái này chỉnh cam rồi. Đợi cái đi nó nha. Đi nó. Ta chỉnh cam đi. Rồi cái cặp này là cặp này là mã đầu tiên của video ngày hôm nay anh em ơi, mã 805 bán nguyên cặp luôn anh em nha. Tại cặp này nó bị vấn đề á, 300k anh em giờ lấy đầu lấy phụ kiện gì đó anh em lấy ha. 805 con nào nó cũng sống hết á. Một con thì bị bởi ngay đây, bởi cái tay ngay đây với lại mất cái nút chuyển búa. Đấy. Đầu cổ thì vẫn còn nghiêm chỉnh luôn, hai con nghiêm chỉnh hết luôn. Con này thì cũng đều bị mất cái chuyển búa luôn anh em nha. Đấy, hai con luôn, bán lần hai con anh em, con nào cũng sống hết á. Chạy con làm không ngạt lửa em nha. Ô, anh cặp anh lát em lấy với hai dây điện em cột lại. Rồi hai con phong búa này, một cặp mã 805 300k anh em nha. Còn một con gửi ngay đây, hai con nó đều mất hết cái đầu chuyển búa ở đây anh em nha, cái nút chuyển búa này. Cái này anh em giờ đổ lại giúp em nha. Còn đây là cái đầu kẹp 13 ly, hai con đầu ra vô bình thường luôn anh em nha. Đây. Đầu 13. Rồi con này ra vô luôn. Đấy, một cặp mã 805 300k, bao ship bao sóng anh em nha. Cái loại này thì bây giờ lấy phụ tùng hoặc là anh em cái con riêng con này thì kiếm cái nút chỉnh búa bỏ vô là được. Dặn cái này ra. Đấy. Bỏ nút khác vô không kịp anh em ha. Rồi hai con 805 300. Rồi con này là máy thổi Hikuki RB40VA, nó là 550W, có điều tóc tay anh em nha, hàng ok luôn. Rồi 806 400k anh em ơi, 806 con này Hikuki 550W, 806. Rồi con này 807, con này mấy cái gỗ Makita lưỡi 160. Nó là lưỡi 165, 860W, lưỡi hợp kim, máy chạy có thắng anh em nha. Rồi ngoại hình ok luôn. Rồi mã con này 807, giá 300k, dây điện to anh em ơi. Con này gắm điện vô xài luôn anh em nha, 807 300. Rồi con này 808, 250k, hàng của Hitachi, dây điện nối, xài lưỡi hợp kim, không thắng anh em nha, không thắng không nẹt lửa, gắm điện vô xài luôn. Mã 808 250k luôn. Rồi con này 809, con này coi như là không có miếng cặt tê lưỡi anh em nha. Đây, xài lưỡi hợp kim, lưỡi 190, hàng của Hitachi, C7 BBA và BB3. Dây điện nối anh em nha, dây nối. Đó, nó không có miếng cạc tê. Con này anh em giờ tháo ra vệ sinh lại cả trong lẫn ngoài luôn anh em nha. Đây, giá của nó đây cho anh em vệ sinh nha, 809 200k, bao sóng bao ship anh em ơi.
Rồi con này 810 250k luôn. Con này xài lưỡi 180. Răng hợp kim. Máy hơi xấu anh em nha, giá 250. Rồi, con này em vừa xin cả trong lẫn ngoài luôn cho đẹp anh em ha. 810 250k luôn. Rồi con này 811 200k luôn. Con này đánh chút ít là đây nó bị gãy ngay đây, miếng ngay đây anh em nha. Đây bị tét miếng ngay đây. Đó, nó bị tét miếng ngay đây. Rồi lưỡi hợp kim. Nó bị tét miếng ngay đây thôi. Đấy. Máy chạy ok luôn. Dây điện nối rồi, mã 811 giá 200k luôn anh em nha. 811 200. Con này 812 250, con này con Hitachi lưỡi 160. Đang là xài lưỡi cắt sắt. Rồi 200k luôn em nha. Đưa. Cái này nó bị gãy tay em không thấy luôn à. Giờ test máy có thấy. Rồi 200. Bị gãy cái tay này anh em hàng lại anh em nha. Máy chạy không ngạt lửa em ơi, dây điện nối luôn rồi, 812 200k luôn. Rồi con này 813. 813 là 250, con này con Hitachi lưỡi 160 670W. Rồi, răng không phải là răng hợp kim, răng thưa anh em nha, hàng Hitachi. Rồi máy chạy không ngạt lửa luôn, dây zin luôn anh em ha. Con này dây dài. Đấy, 813 250 luôn. Rồi con này cũng Makita 84 lưỡi 160 luôn. Con này có 500 mấy watt thôi anh em ơi. 560W. Răng hợp kim, răng đẹp luôn. Rồi máy không thắng anh em nha. Rồi 814 250k luôn. Ở đây là tiếp tục đó là cưa lỏng 815 250 luôn. Con này có điều tóc anh em nha, hàng Ethiopia Trung Quốc xuất Nhật anh em nha. Có điều tóc, có đá lưỡi. Rồi, loại này gắm giờ nhà bỏ lưỡi, gắm điện như xài luôn anh em ơi. 180W, rồi 815, 250k luôn. Rồi con này 816, 250 luôn. Con này con 350 á. Con này con cưa lỏng có điều tóc. Của Hitachi, con này 380W, giờ bỏ lưỡi vô xài luôn em nha. Có điều tóc con này rất khỏe luôn, 380. Ngoại hình ok luôn. Rồi 816, 350. Rồi giờ qua bào, con này 817 giá 500k con này. Rồi, lưỡi bào tốt luôn em nha. Rồi, con này lưỡi 82 1900 bơi 580W 15.000 vòng trên phút, dây điện zin. Đặt đầy đủ luôn, gắm điện vô xài luôn em ơi. Nói chung anh thích anh em vừa xin lại thì anh em làm thôi. Rồi 817 500. Rồi con này 818 450. Con này bị mất miếng trắng thổi bụi. Rồi, lưỡi con này xài tạm thôi anh em nha, thấy nó xấu xấu rồi. Rồi máy chạy không nẹt lửa luôn. Con này anh em vệ sinh lại bên trong ngồi luôn là chạy êm ru luôn. 818 450k anh em nha. Rồi con này 819. 819 con bào à quên con. Con chà nhám xoay của Ribi có điều tóc đây anh em nha, điều tóc đây. Đó. Máy chạy không ngạt lửa, cái tem của nó bị mờ rồi không thấy công suất được. 819 con này 300k luôn anh em ha. Rồi con này 820 450k luôn. Con này mua lông đầu 1/2 bị chạy nó ngạt lửa, anh em về nhà làm lại nha. Đó, đầu không rơ Hitachi 380W, đây nẹt lửa đây anh em nha.
Rồi. Máy chạy nẹt lửa anh em ơi. 820, 450 anh em nha. Này 821. 200k. Con này bữa đây. Con này là bắn đinh anh em nha. Đây. Hình như bắn đinh đinh gì em cũng không biết luôn đây nè. Hình như là bắn đinh của ghim xe máy sao á. W. Rồi, 821 200k bao ship bao sóng anh em nha. Rồi con này 822 cũng 200k luôn. Con cưa lòng gia đình. Rồi gắm gì vô xài luôn anh em nha, bỏ lưỡi vô là xài luôn. Con này hiệu của lắc đốc cơ của Mỹ đúng không? Đấy, con này nó 230W. Mã 822 200k anh em nha. Cưa lòng gia đình. Rồi 823, 450. Con này 380W, hiệu Makita. Con máy soi 6, máy phay 6 ly anh em nha. Mũi 6 ly. Đó. Con này mũi 6 ly anh em nha. Rồi 823, 450. 823, 450k anh em nha. Rồi con này thì em bán sát đây. Con bu lông hiệu Evanson gì đây, Trung Quốc xuất Nhật anh em nha. 824. Này nó chạy chạy rất chậm luôn. Đó. Cái đầu nó cũng không chạy luôn. Đấy, bán sát anh em về nhà anh em dọn được anh em dọn hơn. Đấy, 200k bao ship, 824 200k bán sát anh em nha. Đấy, máy chạy chạy rất chậm. Con này nó 450W. 824 200k. Con nó hiệu Trung Quốc xuất Nhật anh em ơi. Không phải Madin Gia Băng đâu. Rồi này 825 300. Công tắc này anh em nha. Con này hiệu của Daeson. Daeson. Này hiệu Daeson nó là 400W. Điện 100V 3000 vòng trên phút. Đấy, con này con khôn hay là con đứng. 825 300k anh em nha. Rồi con này 826, con cưa lỏng có điều tóc nhưng mà bị mất điều tóc rồi anh em nha, cái công tắc nó bị mất điều tóc rồi. Đó. Anh em giờ sửa lại cái nút điều tóc nè. 826 300k, con này 380W. Dây nguồn rin dài, chỉ có cái nút điều tóc là bị hư cái nút điều tóc đây thôi. Đấy. Anh em giờ sửa lại nút điều tóc là ok, màn hình thì ok hết luôn. Rồi 826 300 luôn anh em nha. Rồi con vẫn mới vào này, 827 400 thì mất cái nắp cao, quên cái mất cái nắp dây coro. Rồi lưỡi xài ok luôn. Con này anh em giờ vừa xin lại cả trong lẫn ngồi luôn cho nó ok anh em nha. 827 400. Con này lưỡi 82, 827 400. 480W. Ờ anh quên, 580W con bào đó anh em ơi. Rồi con này 828 250, con này Hitachi 340W, dây điện rin dài. Đó. Chạy hơi nẹt lửa tí xíu anh em nha, điều tóc nè. Đảo chiều. Chạy hơi nhạt lửa tí xíu anh em nha. Đó, anh em giờ dọn nha. Rồi 828 250 anh em nha. 828 250k luôn. Rồi tiếp tục con vàng bu lông 3/4. 829 500k, con này nó 360W. Đầu 3/4 anh em nha. Rồi 829 500k con này anh em nha. Không chạy không nẹt lửa, 550k, 829 550. Đấy, đầu không rơ anh em ơi. Dây nguồn rin dài luôn. Rồi 829 550. Rồi con này là con máy khoan.
Taro 830. Con này đầu 8 ly. Đầu 8 ly radio bình thường 285W, 285W, hàng Hitachi không Taro, đè xuống là chạy vô, dở lên chạy ra anh em ơi. 830, 300k dây nguồn nối anh em ơi, dây nối. Nói nhưng mà anh em nói lại thì cũng ok nè, lại nói khúc này luôn. Rồi 830 300. Rồi con này 831 400k anh em nha, con này. Đang chạy mà. Đó chạy luôn rồi. Đứt dây rồi. Ra làm dây này, đứt dây rồi. Rồi con này là con móc rảnh Makita loại nhỏ. Makita 3003 650W. Lưỡi chỉ có hơn phần máy thôi anh em nha. Đây. Lưỡi hợp kim có cử. Dây điện nối luôn anh em ơi. Rồi, máy chạy ok luôn. Gắm điện vô là xài luôn anh em nha. Đây, Makita mã 832 350k. 9000 vòng trên phút, 1000 quên. Cái này 1050W chứ không phải 650W anh em nha. 1050. Xài lưỡi tối đa là 2.4 L. Đó, lưỡi tối đa. Đới Atimon. Rồi mã 832 350 anh em nha. Rồi đây là máy đục. Cái đầu nó bị cái như thế này nè nha, hình như mất cái miếng nhựa rồi. Đấy. À, Hitachi. Con này nó 1050W Hitachi H41MB. Máy còn hoạt động bình thường. Này anh em giờ lấy phụ tùng hoặc anh em kiếm cái đầu bỏ vô anh em nha. Rồi nó nẹt lửa một bên đây luôn anh em ơi. Nó nẹt lửa một bên đây. Rồi 833 450k con này nè nha, bao sóng bao kiếp. Đấy. Là nó nẹt lửa một bên anh em ơi, 833 450. Rồi con này là con bắn vít mã 834, còn 4 thùng nữa nha. Makita M, Makita 6950 300W. Đó. Nẹt lửa đây anh em nha. Đảo chiều. Rồi 834 250k con này anh em về dọn nha. Dây điện rinh dài luôn. 300W mã 834. Đầu không rơ anh em nha. 834 250. Rồi. 835, con này là con Hitachi. Đầu 3/4. Đây. Đầu 3/4 anh em nha. Đây là chạy không nẹt lửa anh em nhìn như lỗ này nè. Đảo chiều. Đó, con này chỉ còn vệ sinh lại bên ngoài thôi em ơi. 760W, đầu 3/4, 1700 vòng trên phút. Đó. Con này 835, 800k anh em nha. Này 836. 450 luôn em ơi. Con này là con máy có điều tóc anh em nha, sao thấy cái đầu nó không chạy nè. Máy chạy im ru luôn. Con này là Hitachi H25B.
5.3A là toàn là tầm khoảng 500W anh em ha. 5.3A 500W. Rồi 836 con này 450k luôn anh em ha. 836 450k. Con máy khô có điều tốc nhưng cái đầu nó không chạy nên mình tự dọn giúp em nha. Rồi này 837. 837 400k, con này là con cắt tay Hitachi loại cốt 125 720W. Hitachi BDH 125 720W. 9.500 vòng trên phút. Rồi dây điện nối anh em nha, giờ cắm điện vô là xài luôn. Con này chạy im rua 837 400. Rồi con máy đục này đục 30 ly đây là bán sát anh em nha. Đây nó bị bởi ngay đây. Đó, nó bị bởi một miếng ngay đây. Bán sát cho anh em giờ lấy cụ gốc của nó. Hoặc anh em làm gì đó anh em làm nha. Dây điện rinh dài luôn. Hồi nãy là nó vẫn chạy bình thường á, chạy được chút xíu xong nó kẹt luôn. Đấy. Rồi con này 838 1 triệu anh em nha. Giá là 1 triệu bao ship anh em nha. Đây là bán sát anh em không? 838 1 triệu bao ship, con này hàng của Hitachi. BH65A 1240W. Rồi. 438 1 triệu. Rồi con này 439 450. Rồi này nó có tốc nhanh, tốc nhanh, tốc chậm, khung sắt, khung gỗ và khung tường là có búa, đầu kẹp 13 ly, 580W anh em ơi, đầu ra vô bình thường, máy chạy ok luôn. Rồi nó có tay nắm với lại ba cái mũi khoan này thôi anh em nha, trong cái thùng này, tay nắm với ba mũi khoan, đầu mở đây anh em nha, không có đảo chiều, loại khoan búa là nó sẽ không có đảo chiều anh em nha, loại này, đó, tốc nhanh, tốc chậm. 839 450k anh em nha. 840 đâu. Rồi con này 840 250, con này là con vít thạch cao. Nên có bộ vít của nó mà là xét anh em ơi. Để mưa nó xét nè. Đây là vít thạch cao. Bán vít thạch cao của Hitachi có đảo chiều đây anh em nha. Này 340W. Không chảy. Bỏ đi, quay. Bỏ cái thử đây. Rồi 840, đổi mã đi nha, 840 con này 300 nha. Đầu cột đầu 13 ly, radio bình thường hàng của Makita 550W. Con này form có tay nắm. Một thùng anh em nha. Đấy. Dây điện zin bóng băng keo ngay đây, mình đắt nối ngay đây không đó, máy giờ cắm điện vô xài luôn anh em ơi, không chạy không vấn đề gì hết. Rồi một thùng này mã 840 300k anh em nha. Rồi cái này 841, con này thì nó có cái một đống mũi khoan này anh em nha, tầm 20 cái anh em ơi, đây tầm 20 cái mũi khoan lớn nhỏ đó, mũi khoan sắt là nằm ở trên. Rồi máy là máy con Toshiba. Đầu kẹp nó đầu cơ 6 ly thôi. Đầu 10 ly á, 10 ly. Đảo chiều ra vô. Có điều tốc luôn em nha. Anh dính ốc luôn đây. Dính ốc nên nó ra vô không được. Rồi loại này không sắt, không gỗ và không tường, có đảo chiều điều tốc anh em nha. Con này là con Toshiba 430W.
Toshiba 430W có tay nắm đầy đủ anh em nha, đầu mở mũi khôn đầy đủ luôn, rồi nguyên thùng với lại 20 gần 20 cái mũi khôn. Còn 20 cái mũi khôn nằm ở trên đây anh em nha, mà mã 841 550k anh em nha. Rồi cũng là mã cuối cùng của video này luôn. Đó. Nay em lên hơi ít, anh em xem được là mã nào anh em ủng hộ ha. Rồi em xin cảm ơn tất cả các anh em, chào tạm biệt anh em nha.